áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Cánh diều. Ngày hôm nay cô cùng các em chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng kết lại bài học số 5 bằng văn bản tự đánh giá và văn bản hướng dẫn tự học. Văn bản thông tin, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 là văn bản tự đánh giá. Chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ. Các em sẽ ghi vào vở những chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 9. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những câu hỏi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào? A. Đánh khăng của người Kinh. B. Đánh trọng của người Khmer. C. Đánh con của người Khmer. D. Đánh con của người Chăm. Chúng ta sẽ chọn được đáp án chính xác, đó chính là đáp án C. Văn bản viết về trò chơi đánh con của người Khmer. Câu hỏi số 2. Theo văn bản, phần lớn người Khmer cư trú và sinh sống ở đâu? Câu hỏi này chúng ta sẽ đọc văn bản để chúng ta lấy thông tin. Đó chính là đáp án B. Người dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sẽ chọn đến đáp án chính xác đó. Chúng ta sẽ chuyển đến câu hỏi số 3. Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở đâu? A. Ở các phum, sóc, sân chùa, trường học. B. Chỉ ở sân các trường học phổ thông. C. Chỉ tại các sân chùa có diện tích rộng. D. Chỉ ở các bãi đất trống rộng của phum, sóc. Chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học. Đến với câu hỏi số 4. Khon là gì? A. Một khúc cây tròn ngắn dài chừng 5-10cm bằng ngón tay cái. B. Một khúc cây tròn ngắn cứng dài chừng 3-5cm bằng ngón tay cái. C. Một khúc cây tròn ngắn cứng dài chừng 5-8cm bằng ngón tay cái. D. Một khúc cây tre dài chừng 5-8cm bằng ngón tay cái có màu xanh. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng về định nghĩa con là đáp án C. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Người đánh con có quy định gì về số lượng và người chơi? Chúng ta sẽ chọn đáp án B, quy định là từ 5-10 người một phe. Câu hỏi số 6. Phương án nào nêu quy định về kích thước của sân chơi côn? Trả lời đáp án C là đáp án đúng, đó chính là một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 7. Câu nào miêu tả động tác bắt đầu của cuộc thi chơi côn? Chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B. Bắt đầu là mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho con bay lên vừa tầm đánh về phía đối phương. Chúng ta đến với câu hỏi số 8. Quy định về phần thưởng cho đội thắng và trò chơi thường là gì? Phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng chắc hẳn sẽ là một phần thưởng xứng đáng. Chúng ta sẽ chọn đáp án A là người thua phải cõng người thắng. Câu hỏi số 9. Câu nào ở đây có trạng ngữ được mở rộng? Chúng ta sẽ xác định được trạng ngữ ở câu B, trên một khoảng rất rộng non nửa sân đồng bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5-10 người một phe. Bình thường là một trạng ngữ bình thường là trên một khoảng đất rộng, nhưng ở đây câu B đã mở rộng ra là non nửa sân bóng đá, đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi 10. Tìm trong phần mở đầu văn bản, viết ra một câu người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Chúng ta sẽ tìm được câu mà tác giả viết để ca ngợi văn hóa truyền thống, đó chính là câu: cũng như các dân tộc khác, người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng, đúng không nào em? Câu hỏi 10 đã khép lại phần tự học. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần hướng dẫn tự học. Trả lời câu hỏi 1. Em hãy sưu tầm các văn bản thuyết minh về quy tắc một hoạt động trong tập thể, trong nhà trường trung học cơ sở nơi em đang học. Cô ví dụ cho các em một hoạt động tập thể giữa giờ của học sinh trường tiểu học An Ninh D. Nhằm tạo bầu không khí thoải mái, tăng cường sự hứng phấn cho các em học sinh sau giờ học, trường tiểu học An Ninh D đã tổ chức hoạt động tập thể dục giữa giờ buổi sáng, buổi chiều trong tuần. Hoạt động này giúp cho các em được thư giãn tinh thần, giảm bớt căng thẳng để học tập tốt. Đã trở thành thói quen khi nghe thấy mỗi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi sau 3 tiết học là các thầy cô giáo chủ nhiệm, kể cả thầy cô giáo chuyên tiết cũng khẩn trương giúp các em học sinh xếp hàng tập trung ở sân trường để sẵn sàng bước vào bài thể dục giữa giờ. Các em học sinh thì nhanh chóng đứng vào hàng của lớp mình, đảm bảo hàng dọc, hàng ngang đúng khoảng cách. Tiếp theo là âm thanh bài hát sôi nổi, làm nhạc nền cho bài hát thể dục. Trong nhạc điệu vui nhộn, em nào cũng cảm thấy vui vẻ, hứng khởi.
Và sau khi kết thúc bài tập thì các em cùng nhau thực hiện động tác khẩu hiệu. Giáo viên thì hô rèn luyện thân thể, các em hô bảo vệ tổ quốc và tương tự như thế. Hàng ngày khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, những động tác nhanh nhẹn, khỏe khoắn của các em học sinh, thì khi thực hiện bài thể dục giữa giờ, là lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo đều cảm thấy rất là vui, bởi vì niềm vui đó đã được trở thành niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các em ngày một tự tin và khỏe mạnh hơn, đúng không nào các em? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang câu hỏi ở hướng dẫn học số 2. Em hãy đọc sách báo, truy cập Internet và nguồn thu thập tư liệu liên quan đến các quy tắc luật lệ của một hoạt động hoặc trò chơi các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Các em sẽ theo dõi trên link của một số trò chơi như là hội ngũ chọi gà ngũ sắc tại Hà Nội, lễ hội hoa ban Mường Lò tại Yên Bái. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta đến lễ hội chọi gà ngũ sắc. Các em ấn vào link để chúng ta theo dõi. Thời gian thì thường vào 17 tháng 1 âm lịch hàng năm tại làng Nam Tràng, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Điểm nổi bật nhất của lễ hội đó chính là các sân đấu gà. Đặc sắc là các trận đấu gà chọi nảy lửa. Hội ngũ xã tập trung đông đảo những cao thủ chơi chọi gà từ nhiều vùng miền tới tranh tài. Những sân đấu gà được quay tròn thành nhiều điểm trong hội. Tất cả những người yêu mến trò chơi này đều có thể tham gia. Bên cạnh mỗi sới gà luôn có một chiếc đồng hồ để theo dõi giờ. Thời gian thi đấu quy định là mỗi hồ kéo dài 15 phút và nghỉ 5 phút. Và mỗi ngày thi thì hội có từ 5 đến 7 sới gà, thu hút hàng trăm người tham gia, chủ yếu là các người dân cá cược. Hoạt động tổ chức diễn ra công khai và số tiền cược giao dịch trong mỗi trận đấu có khi lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Chúng ta đã có thể tìm hiểu đến một số những trò chơi liên quan đến hoạt động của cộng đồng, đúng không nào các em? Câu hỏi vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.